Đấy, chị chưa là mua về để học hát đúng đúng không ạ chị? Học hát với cả có bạn có về hoặc là các Đấy. bạn đến thì Đấy, có bộ dàn từ 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 xưa đến giờ bạn là chưa hát bao giờ, hôm nay là mình nên mua bộ dàn để tập hát đấy. Không phải đấy. Vâng, có hai anh chị sang anh Hiếu ở dưới Thường Tín này, chị xinh gái này. Đấy, hôm nay chở chở ông xã đi mua loa. À, chở ông xã đi mua loa lên tận nơi, đi từ Thường Tín lên xem bộ loa Hunter và đồ. Đây thì bên em đang tư vấn cho anh Hiếu bộ dàn loa Hunter và đồ để ghép với lại một là bộ 38 triệu hay là bộ 45 triệu, anh đang chọn lựa. Trong quá trình Mr. Huấn đang test, chuẩn bị test thì anh Hiệu chia sẻ một chút này. Anh theo dõi bên Alo chưa? Thấy chia sẻ là ngày nào cũng xem. Vâng, ngày nào cũng xem của kênh nhà mình phải từ gần 2 năm nay rồi. Đấy, gần 2 năm. Gần 2 năm rồi, tối nào cũng mở điện thoại lên xem. Đấy, anh chia sẻ tối nào cũng mở lên xem. Đấy, chị chia sẻ là anh không rủ chị xem cùng cái này. Ta xem mình. Đấy, thì hôm nay hai anh chị lên tận nơi để trải nghiệm thực tế, cũng có những cái chia sẻ. À, mà khi nghe qua live và nghe qua đây thì nó sẽ có một sự khác biệt. Đấy, đây em đảm bảo với anh là khác biệt hoàn toàn. Đấy, vì nghe qua điện thoại thì nó bị nén, thu lại nó chỉ được bé thôi, không không được công suất lớn. Đấy, thì bên em đang setup đây ạ. Còn 45 triệu anh. À, anh chị cũng bán hàng online giống bọn em ạ. Thế thì chị bán về hàng gì chị? Em bán quần áo đồ tập thể thao nữ. À thế ạ. Có kênh TikTok trước kìa không? Có. À thế ạ. Kênh chị riêng. Chị có hay livestream, livestream bây giờ bán là xu hướng mà. Ngày xưa thuê được mẫu live thì còn nhàn, bây giờ mình live vất vả. Vâng, nói chung bây giờ xu hướng mua là qua livestream rất là nhiều, tiếp xúc tiếp cận mặt hàng trực tiếp. Vâng. Nói chung là mỗi người mỗi nghề, làm mãi nó quen nên em đấy cũng lên live ngày cũng 7-8 tiếng đấy. Vâng, ngày live tổng khoảng 8 tiếng đấy. 8 tiếng đấy. Nhiều người làm cùng nhau thì nó sẽ không, cái này live một mình thôi ạ. À. Mà cái này còn liên quan đến hát hò rồi. Rất là vui, vui tính. Rất là vui tính. Mỗi người một công việc, nhưng mà vâng. Em cũng mỗi mình thôi. Thế là làm việc hết. Đấy gọi là làm tất ăn cả. Vâng. Nhân viên thì nó vâng. Đỡ. Giờ năm nay cũng thuê được nhân viên. Vâng. Là vâng. Làm đấy. Đấy, chị chưa là mua về để học hát đúng đúng không ạ chị? Đấy. Đấy, từ xưa đến giờ bạn là chưa hát bao giờ, hôm nay là nên mua bộ dàn để tập hát. Đấy. Anh chị rất là vui tính. À, ngày xưa lãng mạn, ngày xưa lãng mạn. Lúc đấy là yêu nhau là tán tỉnh rồi. Bây giờ phải tăng thêm cái độ lãng mạn hơn là mua bộ dàn về hát vợ chồng hát tại nhà. Đấy, vừa tiết kiệm chi phí vừa tăng lên thêm cái tình cảm. Đấy, chị rất là vui tính. Anh đưa mắt
và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm lắm lắm có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha làm ôm con sưởi ấm những cánh dài, nhẹ nhàng ôm con và cha khẽ nói: lạy con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho lên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sạch sạch, rách rách sao cho thừa, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong. Cha hỡi cha già dấu vui. Anh Hiệu nhỉ, anh tên là Hiệu. Anh Hiệu, anh chia sẻ anh hát thế nào anh? Cảm nhận rất là, bộ này rất là âm ý, rất là hay. Dễ hát không? Một chút âm tạo. Con lấy mà cao cấp vào cái công nghệ bát đồng trục đấy, anh biết ba giải âm thanh đánh ra cùng ba loa, cái chất âm mà đánh ra cùng một lúc nó cũng bị delay đấy. Mình nghe nhạc nó chân thật, tiếng nhạc ra đều cùng một lúc. Anh nghe khác trên live không anh? Khác nhiều. Đấy. Thực tế phải hạ chồng phải quay để test thử. Đấy. Thế là anh là chia sẻ là cũng ở nhà rất là ngại hát đúng không? Đấy, đi hát. Đi hát, mà hát rất là tự tin, rất là dễ hát. Lúc đầu mới thôi, mới mà xong là hát theo. Sau hôm nay chị sẽ trở thành ca sĩ khi mà tập dượt trên bộ giảng của bên em. Hát chuyên nghiệp mà. Nghe ở đây thì cái áp lực mình nghe nó thực tế, nó đánh vào cái cơ thể mình ấy, mình cảm nhận được độ lực. Chứ trên livestream thì mình chỉ nghe bằng cái loa, bằng phúc áo thôi mà, nó khó để phân biệt. Và cái loa này anh thu một bản nhạc hay và anh nghe ở cái loa điện thoại nó khác đúng không? Nghe nó không có cái giải đầy đủ giải đâu. Vâng. Nghe cái giải chép cao. Sao tận nơi để nghe. Nghe trên live hầu như tiếng bát hầu như nó không thu được ấy. Nó không có tiếng bát. Cái gì mà thực tế chứ. Đúng rồi ạ. Cái thực tế nó yên tâm nhất. Màu ma nó đẹp, chất âm hay. Rất kết hoàn từ không muốn đổi. Không muốn đổi. Đấy thì đầu tư lịch sự. Đúng rồi ạ. Nó không cái thiết bị nó không rườm rà, không cồng kềnh. Vâng. Thích cái là loa này báo giá, cái loa kia là báo giá luôn, là mình chi tiết luôn, công khai luôn, công khai đấy, bán được hàng yên tâm mà. Bây giờ bán hàng cứ phải công khai giá này nhé. Vâng. Công cụ này, từng sản phẩm một, tổng nó hết bao nhiêu đấy, chúng ta dễ định hình hơn. Đấy, chị bán hàng online chị biết cứ công khai giá là thích đúng không ạ? Đấy, công khai giá là thích, không mập mờ. Người có nhiều, người có ít, người ta biết được giá, người ta lựa tầm tiền mình bao nhiêu là mình lựa được bộ giá nó ưng ý.
Đi trên ô tô. Chị nghe thấy căng chưa? Chị nghe thấy căng không? Nó mang lại cho mình trải nghiệm đấy. Chị chia sẻ nghe căng như trên ô tô. Bà đánh tức ngực. Rất là ấm, mình nghe nhạc nó không bị đau đầu. Chẳng nghe hôm nay sang đây lại về không đúng không ạ? Đấy, dự kiến nó bộ có 15 triệu, hôm nay lên bộ dàn 45 triệu. Anh Hiệu với chị vợ anh Hiệu ở Thường Tín Hà Nội. Đấy, dự kiến mua bộ có bao nhiêu? 15 triệu chị nhỉ? Đấy, lên bộ 45 triệu. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Em đang xin thông tin để chiều nay về lắp luôn ạ. Cũng bán hàng online đấy. Bán quần áo đấy, và tối nay có nhạc đấy, bán được. Chốt được nhiều đơn. Có, còn đi tập mà. Nhà em cũng tập mà. Đấy, ủng hộ luôn bộ. Rất là vui, anh Hiệu rất là vui. Ý định chưa mua đâu nhưng vì nghe hay quá. Đến trải nghiệm thực tế thì thấy khác biệt hoàn toàn trên live và anh đã đầu tư luôn. Chiều nay em về lắp. Ok, cảm ơn anh Hiệu và chị. Cũng chưa kịp hỏi chị tên. Lắp luôn đấy ạ. Anh cũng ủng hộ luôn một bộ đồ tập. Chị em bên em về lắp luôn cho anh Hiệu đấy ạ. Rất là vui ạ, hôm nay rất là vui. Đó, đây thì quá trình anh em đang sắp hàng để về Thường Tín lắp cho anh Hiệu và bà xã đây ạ, lên nghe tận nơi trải nghiệm đấy. Máu quá rồi, chốt luôn, nó về lắp luôn. Dự định chưa mua đâu nhưng vì nghe hay quá thì chúng ta sẽ có quá trình lắp đặt cho anh Hiệu trong buổi chiều ngày hôm nay. Đấy, anh Hiệu chia sẻ là máu là chốt luôn đấy ạ. Không hãn nữa, sự sừng nó lại. Đây cặp Hunter lửng này, để XK3 MicVK31 Pro, tất cả sản phẩm em cũng đã test hàng đập hộp nữa này. Đó. Vâng, anh Hiệu vui quá, gọi điện khoe bạn bè mua được bộ dàn loa đồng trục Hunter Pro. Anh rẻ lớn. Đang bảo là gà qué trước đi. Đấy. Đấy. Rất là vui. Mới lắm rồi mới có một cuộc bán hàng vui như thế này ạ. À, dưới đây có bánh dày nhỉ? Đây, anh em đang đóng hàng đấy ạ, anh em đang đóng hàng. Rất là tuyệt vời đấy ạ. Bây giờ thì mua đập ăn quan. Nói chung là bây giờ không có đôi nào ngoài đôi này. Đấy. Kết rồi.